Xin chào tất cả các em. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 3 sách giáo khoa trang 110. Thì chúng ta sẽ có là ở ba cái hình này, quan sát ba cái hình dưới đây và chỉ ra chiều cao bán kính đáy của mỗi hình. Thế lúc này các bạn sẽ nhìn vào hình vẽ thì các bạn sẽ thấy là với hình A, dựa vào lý thuyết về hình trụ thì với hình A chúng ta gọi nhé, gọi H là chiều cao và R là bán kính, là bán kính đáy của hình trụ. Thì ở hình A ta sẽ có là gì các bạn nhỉ? H ở đây sẽ bằng các bạn nhìn nhé, H chiều cao đấy ạ, thì bằng 10 cm. Còn bán kính đáy thì sẽ bằng cái biểu thị này, thì các bạn thấy đây là đường kính đáy, vậy bán kính đáy sẽ bằng 8 chia cho 2 và bằng 4 cm. Thế còn với hình B, hình B thì sao ạ? Cái hình trụ của chúng ta H ở đây các bạn nhìn thấy là đây chính là hai mặt đáy, hình trụ của chúng ta đang được đặt nằm ngang ra đúng không ạ? Vậy H của chúng ta sẽ bằng là gì? Bằng 11 cm. Còn R của chúng ta sẽ bằng 1 chia 2, tức là bằng 0,5 cm. Đúng ạ? Vì cái hình này đây là đường kính rồi đúng không ạ? Với hình C, hình C thì các bạn nhìn thấy là H của chúng ta ở đây chính là bằng 3 m, và R của chúng ta thì các bạn sẽ lấy là 7 chia cho 2 bằng 3,5 m. Vậy cô và các bạn đã giải xong bài tập số 3 sách giáo khoa trang 110.